Chào mừng các anh đã quay trở lại với kênh YouTube Ambe Vua Đồ Đẹp. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh một mẫu bật lửa Zippo rất là phổ thông được bán chạy nhất tại Ambe Shop các anh nha. Với mã hàng là 254. Mã sản phẩm để em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện hàng thì các anh vui lòng nhớ mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nha. Wow, một chiếc bật lửa có gam màu vàng rất là đẹp cũng như rất là sang trọng và thanh lịch luôn đúng không ạ? Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Toàn bộ ở lớp bên ngoài, toàn bộ bề mặt được bao phủ bởi một lớp màu vàng của đồng các anh nhá. Chất liệu được làm bằng đồng, cực kỳ là đẹp cũng như là rất là sang luôn các anh nhá. Các anh có thể quan sát các chi tiết của chiếc bật lửa này ạ. Búa cam cũng như là bánh xe, các anh có thể bật chế độ Full HD lên để mình có thể quan sát chi tiết sắc nét nhất các anh nhé. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Bên em cam kết hàng chính hãng nên là các anh hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là sử dụng các anh nhé. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Tiếp theo em sẽ đi đến ruột của chiếc bật lửa này. Các anh có thể quan sát thấy đúng không ạ? Ruột vàng các anh nhé, ruột vàng ạ. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Mẫu này đặc biệt là ở mặt trước được khắc một dòng chữ Solid Brass rất là ấn tượng luôn các anh nha. Ở mặt sau này thì các anh có thể lựa chọn để mình có thể khắc tên lên các anh nhá. Mình có thể lựa chọn khắc tên lên để tránh bị mất chiếc bật lửa của mình, hay là mình có thể lưu trữ những kỷ niệm hay là những sở thích của mình ở trên chiếc bật lửa này các anh nha. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Bên em có hỗ trợ khắc tên nên là em cũng có nhận được rất là nhiều phản hồi của các anh là em ơi anh bị mất nhiều quá, cứ mua được chiếc nào là mất chiếc đấy, nên là em đã khuyên các anh ấy là mình nên khắc số điện thoại hoặc là tên của mình lên thì sẽ không bị mất nữa các anh nha. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Một mẫu thuộc dòng classic, tiếng kêu thì rất là hay. Rất trong và vang các anh nha. Rất là tuyệt vời luôn. Một mẫu cực kỳ là đẹp cũng như là rất là sang trọng và thanh lịch luôn. Một màu vàng, vàng đồng rất là đẹp cũng như là sang trọng. Về mẫu này thì nhà em còn một mẫu cũng có chữ Solid Brass ở đằng trước, nhưng mà là phiên bản của mẫu xước phay ngang các anh nha. Mẫu này là mẫu trơn bóng, nên là khi gọi điện đặt hàng thì các anh vui lòng nhớ đúng mã sản phẩm cho bên em, để bên em có thể giao đến nơi đúng hàng, tránh sai mẫu, mất thời gian của các anh nhá. Mộc đáy là mộc đáy lồi các anh nha. Mộc đáy lồi ạ, cực kỳ là tuyệt luôn các anh nhá. Rất là đẹp và rất là sang luôn. Một mẫu này thì với mẫu này thì rất là dễ dàng sử dụng cũng như là không hề kén người dùng. Lứa tuổi nào cũng có thể là sử hữu được các anh nhá, không hề kén người dùng đâu ạ. Anh nào mà kết cái mã sản phẩm 254 này thì có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ambe Shop sẽ các bạn nhân viên liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc để tránh mất thời gian thì các anh có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các anh nhá. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.